Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lý Hải Minh Hà gặp biến, đăng đàn cầu xin. Đừng như vậy, cuộc đời có nhân quả, mong bạn tỉnh ngộ. Bài đăng cảnh báo mới đây của Lý Hải và Minh Hà đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây trên fanpage, Lý Hải, Minh Hà đã đăng đàn cảnh báo khán giả chuyện hình ảnh của cặp đôi bị sử dụng để trục lợi. Theo đó, Lý Hải và Minh Hà cho biết nhận được thông tin có tài khoản Facebook giả mạo chạy quảng cáo với nội dung tuyển dụng việc nhẹ lương cao. Bài đăng của Lý Hải Minh Hà về việc hình ảnh của cả hai bị sử dụng để trục lợi. Lý Hải Minh Hà viết, cảnh báo giả mạo lý hải minh hà để lừa đảo hà vừa được mọi người báo tin có tài khoản facebook giả mạo không có tiết xanh chính chủ chạy quảng cáo lý hải minh hà tuyển dụng việc nhẹ lương cao các bạn đừng tin và không cung cấp bất kỳ thông tin gì hết giùm mình nhé để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra lý hải minh hà mong khán giả phụ giúp báo cáo khi thấy được những trang giả mạo sử dụng hình ảnh của hai vợ chồng báo với mình khi thấy thông tin bất thường về lý hải minh hà làm tài khoản giả mạo không có dấu tích xanh hoặc lấy hình ảnh quảng cáo sản phẩm dịch vụ giả mạo báo cáo khi thấy tài khoản giả mạo và hành vi lừa đảo này. Cảm ơn mọi người đã chung tay cùng gia đình Hạ ạ và chồng Lý Hải Minh Hà chia sẻ. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng gửi lời nhắn nhủ đến những người sử dụng hình ảnh để trục lợi. Mong bạn nào đang giả mạo đọc được tin, là ơn đừng như vậy, cuộc sống này ai cũng có khó khăn. Giờ là lúc giúp nhau, nếu không giúp được thì đừng lừa mọi người như vậy bạn nhé. Cuộc đời có nhân quả, mong bạn tỉnh ngộ. Lý Hải Minh Hà mong muốn người đứng sau vụ việc sẽ dừng lại. Bài đăng của Lý Hải Minh Hà sau khi được chia sẻ đã nhận về sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Đặc biệt là giữa thời điểm cơn sốt phim điện ảnh lật mặt 6, tấm vé định mệnh của Lý Hải vẫn đang làm mưa làm gió tại Rạp. Hiện bài viết của Lý Hải Minh Hà đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ và là chủ đề bàn tán của netizen trên các diễn đàn hội nhóm showbiz. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo